Good morning, ladies and gentlemen. And today, I'm very happy to be with you to the one of the most awesome place in the world. That's the Halong Bay. Ladies and gentlemen, Halong Bay was recognized by the UNESCO as the heritage for two times in the 1994 for estate, and the second time in the 2000 for geological and geopolitical. Ladies and gentlemen, and Halong Bay also boasted by many people in the world, and especially the readers of the Travel Leisure magazine in the United States as one of the 10 places for the honeymoon couple, and also the one of the wondrous destinations. You should be there one time in your life. Ladies and gentlemen, when you arrive to the Halong Bay, Halong Bay is like a floating flower basket. We also take the time sharing to the boat to visit the sun camp. For example, we will visit the heaven camp if you feel like this place like the refined modern, or you will really amazed at the amazing camp, and everything is like a secret too, ladies and gentlemen. And Halong Bay is also a very beautiful with the fishes. And when you arrive there, and you can enjoy and the space, and take the fresh air. And suddenly, I remember the very famous saying of the famous painter in the world: "The ocean stirs your heart and inspires imagination and stirs internal choice to yourself." This says by the white man who lived in the United States. And right here, the vision, the article vision, ladies and gentlemen, and it's so amazing if you visit the fishing village in the Halong Bay, and from the early morning, the rolling mist make you feel like you lost in the heaven, and especially the national flag of the Vietnamese, the red flag with the golden star, make you the special attraction whenever you visit here. Ladies and gentlemen, Halong Bay is a very beautiful place, and you should be there at this one time in your life. And Halong Bay also is the place. If you come here, you should try some seafood as well. Let's come to the Halong Bay. Thank you for your listening. Rồi, con xong rồi. Không bây giờ sao?
công ty xin lỗi cả đoàn mình là mất thời gian của đoàn mình qua tay. Cái này là sự cố bất khả kháng cho chương trình. Hai bây giờ mình có thể vô nhà hàng và mình ăn trưa. Cô đó, cái cô mà với sự giúp đoàn mình cũng bắt đầu hơi khỏe khỏe là ở trong trạm y tế. Mọi người đừng lo lắng. Cho đừng chết ra anh ơi. Chúc mừng ngài Phương Mỹ đã hoàn thành xong phần xử lý tình huống, một phần xử lý tình huống nặng của các bệnh rối. Thưa và các bạn cũng rất là bình tĩnh và xử lý từng tình huống một. Xin mời ban giám khảo, ca sĩ Trương Hoàng Phương sẽ đưa ra câu hỏi ạ. Xin chào bạn Hương Mỹ. Thì tôi có câu hỏi dành cho bạn. Vịnh Hạ Long thì được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới ở hai tiêu chí, đó là về cảnh quan và về địa chất địa mạo. Như vậy thì em có thể cung cấp thêm những thông tin về hai tiêu chí này. Em xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo ạ. Thì như chúng ta được biết là Việt Nam chúng ta có rất là nhiều di sản, và đặc biệt là hai di sản thiên nhiên. Thứ nhất có ba di sản thiên nhiên. Thứ nhất là di sản về Vịnh Hạ Long và di sản về phong nha kẻ bàng, cũng như là khu quần thể phước thật của hai di sản, đó là vùng Tràng An. Thì về di sản Hạ Long thì rất là đặc biệt là được công nhận hai lần vào năm 1994 là cho cái giá trị về thẩm mỹ của nó, và cái vào lần thứ hai là năm 2000 thì được công nhận là di sản cho cái địa mạo địa chất. Thì em xin phép được nói thêm, thì ở Vịnh Hạ Long này thì cái cảnh quan rất là ngoạn mục, và với rất là nhiều cái hang động cũng như là cái hình ảnh chuyển biến theo cái từng góc độ, và đặc biệt là tạo hóa đã tạo ra cái khung cảnh ở đây với nhiều cái hình ảnh về ví dụ như là tạo ra những con thú hay là hình một ông sư vân vân. Thì nhưng mà em được biết thì gần đây có một số nghiên cứu được cho rằng là Vịnh Hạ Long đang dần dần bị lún xuống. Và đây là một số thông tin em được biết, là xin cảm ơn ban giám khảo. Tiếp theo xin được mời câu hỏi của giám khảo Tiến Anh dành cho thí sinh Lâm Phương Mỹ, xin kính mời ạ. Good morning. Yeah, good morning, sir. What do you suggest if the tourists have just a very short time in Hạ Long? What can be the highlights of Hạ Long you will emphasize and recommend to those tourists? Yeah, thank you for your question, Church. Actually, every time we visit the Hạ Long Bay, the many people say you should stay on the boat for one night or two nights. In some special occasions, you just got one day to visit the Hạ Long Bay. And when you arrive to the Hạ Long Bay, I suggest you visit some races. For example, we share in the seas and take the statue colors. Take the time to see the amazing cave, like my presentation, or the heaven cave. That's enough for us, and we hope that we are the tour guides and introduce you more detail and greeting information of during the one day tour in the Hạ Long Bay. Thank you for your question. Thank you. Đã hoàn thành xong 3 phần thi đầu tiên, đón bạn. Thưa quý vị, say in when I cross bridge, say in when I cross bridge, wing wing wing, blue bay hat the way, wing wing wing, blue bay hat the way. Vâng, hướng dẫn viên Hương Mỹ xin kính chào ban giám khảo, quý vị và tất cả các bạn có mặt trong căn phòng hôm nay. Quý vị có khỏe không ạ? Hãy vỗ tay thật lớn lên ạ. Và Hương Mỹ đến với cuộc thi hôm nay, và trong cái trò chơi hoạt náo này, Hương Mỹ có rất là nhiều món quà có giá trị muốn gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Và trên tay Hương Mỹ đây là một cái đặc sản quê hương của Hương Mỹ, Phú Quốc. Và trong cái trang phục này, đó là trang phục miền Bắc. Và Hương Mỹ sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, nhưng mà rất là yêu thích những cái ca khúc dân ca miền Bắc. Và thông thường thì Hương Mỹ dắt những cái du khách đến từ các nơi trên thế giới và một cách nhanh nhất để truyền tải tâm hồn hay là cái cảm xúc của người Việt Nam để giới thiệu cho bạn bè quốc tế, đó là thông qua âm nhạc. Và nếu mà có lời tiếng Anh thì sẽ
sẽ là một cách sẽ nhanh hơn. Và đến với cuộc thi hôm nay, quý vị và các bạn có muốn nhận quà không ạ? Chúng ta sẽ nghĩ đây là một cái đặc sản rượu xuyên Phú Quốc rất là thơm ngon. Và thưa quý vị, vừa rồi Hương Mỹ vừa hát một bài hát có một câu hỏi. Quý vị nào trả lời câu hỏi của Hương Mỹ nhanh nhất thì Hương Mỹ sẽ nhanh tay, nhanh chân sẽ xuống và trao quà cho các bạn ngay lập tức. Bài hát vừa rồi Hương Mỹ hát bằng tiếng Anh, nhưng quý vị và các bạn hãy trả lời cho Hương Mỹ một câu hỏi, đó là bài hát này tên tiếng Việt là gì? Cánh tay nào chơi cho nhanh hơn nhất ạ? Xin mời bạn. Dạ, bạn có thể cho biết bài hát gì ạ? Dạ, đó là bài hát Qua Cầu Gió Bay. Bài hát Qua Cầu Gió Bay là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn, bạn có thể giới thiệu tên mình ạ? Dạ, em tên Mai ạ. Xin cảm ơn bạn Mai, đây là phần thưởng của bạn. Dạ. Kính thưa quý vị và các bạn, và tiếp tục Mỹ Hương Mỹ cũng còn có rất là nhiều cái câu nhiều câu hỏi cũng như là quà tặng dành cho quý vị các bạn. Thì trong bài hát này tiếng Việt, quý vị hãy cho Hương Mỹ biết thêm một câu hỏi nữa, đó là nhân vật trong bài hát đã trao món quà cuối cùng gì cho người yêu của mình. Cánh tay giơ lên đầu tiên ạ. Xin mời bạn ạ. Cảm ơn bạn. Bạn có thể trả lời ạ? Anh là gửi tặng áo ạ. Câu trả lời của bạn là vật cuối cùng mà nhân vật trong câu chuyện đó là chiếc áo, là một câu trả lời gần như xuất sắc. Xin chúc mừng cho tất cả những vị còn lại trong bài hát này vật gì cuối cùng. Xin mời bạn. Dạ, chiếc nhẫn ạ. Câu trả lời vật cuối cùng đó là chiếc nhẫn, là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Và bạn có thể giới thiệu tên mình ạ? Mình tên là Dương ạ. Xin cảm ơn bạn nha. Kính thưa quý vị, và Hương Mỹ sẽ tiếp tục một ca khúc nhân ca bắt bộ nữa. Quý vị hãy lắng nghe nhé. Quý vị có thể biết là bài hát này là bài hát gì không ạ? Cái tay giơ tên đầu tiên ạ, xin mời bạn. Đây là một bài lên chùa Bể Ngục Cành Sen, là một câu trả lời gần chính xác. Xin mời bạn ạ. Bài này là bài lên chùa, là một câu trả lời gần như xuất sắc. Một lần nữa xin. Bạn có thể cho biết bài hát gì? Đây là bài Đi Kế ạ. Đây là một ca khúc Đi Kế, xin được rồi. Một càng hút tay ạ. Hổ tay lớn lên các bạn ơi. Vâng, kính thưa các bạn và tất cả trong khán phòng này, các bạn hãy cùng nhau vỗ tay và hát với Hương Mỹ bài hát Đi Kế nhé. Lên chùa về một cành sen, lên chùa về một cành sen, ăn cơm bàn đèn đi kế sang chân, ba bác cô có hẹn cùng chân. Lên sang nói một mình đúng không ạ? Ba bác cô cùng chân, thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm, chơi trăng ngoài thềm, ý rằng cầu cho lên chùa về một cành sen, lên chùa về một cành sen, tôn bật đèn đi thấy sát chân, ba bác cô bác cùng chân, có bác cùng chân, thắp đèn ta sẽ chân ngoài thềm, chơi chân ngoài thềm, đi rằng cầu cho cho lắm yêu lại ngoài yêu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn nhiều. Cities belong to the Bunbin Brahmins. Ladies and gentlemen, the Bunbin city is about 300 kilometers from the Ho Chi Minh city, and one of the very first thing you will see in the Bunbin city is not the water tower. Water towers was built from 1937 and was designed by the King of the Laos. And this one is considered to be the tower of the city. And the water tower stands on the side of the Gandhi River. And the Gandhi River has a very beautiful river through the city. And also, bus by the some very important monuments in the city, possible jumping down monument, or through the park, bus by the park, the place of
people, the residents come here to exercise time, take a fresh air, or also pass by the very important place as the Yukan School, the place the resident Ho Chi Minh used to work as a teacher, or the Ho Chi Minh Museum. Ladies and gentlemen, just about 20 minutes from the center of the city, we show the Kingdom of the Resort. And that's many kinds of resort. We can choose from a tropical, normal tropical to the very luxury. Ladies and gentlemen, and the best time for the photograph, in the White Sand Dunes and Red Sand Dunes, just about 70 kilometers from the center of the city, and you can show the atmosphere like the Second Sahara in Vietnam. And at the White Sands, you can ride a ship and throw the sand dunes, or you can stop at the Red Sand Dunes to do the sand sledder. Ladies and gentlemen, when you arrive to the central Vietnam, the place was occupied by the Champa Kingdom, and right here, the Champa culture is very rich during the first millennium until to the 14th century. And we visit the Bonanga Towers, the complex of the many towers, and worship the deities. Ladies and gentlemen, arrive to the Bần Thuột province, that's the most productive province of the dragon fruit, very healthy fruit, or you can visit the summer market to buy the fishes in the Phan Thiết province. And the Phan Thiết province, the Bần Thuột province, that's the province beautiful in nature and very rich culture from the very first century AD. Thank you for your and how do you try to do today? When you recognize the ripe fruits, I mean the fruit is ready for eating. The right fruit? Right. Based on the size of the fruit, about the size of the fruit, we can recognize that it has ripe or not. And from Palma, you can smell a little bit from the dragon, and you can recognize just the food can eat. Anh ơi, cái hồi nãy em có giới thiệu cái chương trình mình đi tour Phan Thiết á, là mình có ghé cái vườn trái cây thanh long vào phía trước, ở phía trước nhà vườn trái cây thanh long người ta còn có trưng bày rất là nhiều cái sản phẩm, cái đặc sản ở đây thì thứ nhất là cái chương trình mình có, mình cũng có thời gian, mình có thể vui lòng đi thăm quan chút. Còn cái khi mà mình đi về đó thì mình đủ thời gian đi về, thay vì mình ngồi trong khách sạn đi du lịch mà mình ở trong khách sạn là gì, mình nên đi tìm hiểu tất cả những cái hay cái đẹp của địa phương mình đến. Tại vì em thấy là cái chỗ mà cái ngày mình đi thì em cũng đã giới thiệu bên phải mình ra thì nó phải đi lắm đâu, thì em cũng giới thiệu nước mắm đâu, nhưng mà thật sự anh có người quen ở chỗ đó, anh cũng đã mua sẵn luôn rồi, cho nên là anh nghĩ là việc mà mình chỗ đó là rồi mình ghét nó nữa thì anh không thời gian. Mấy anh chị trong đầu mình ơi, có một cái ý kiến như thế này là anh này cảm thấy là bây giờ cái giờ cũng hơi sát sát chút xíu là anh muốn đi về, nhưng mà bây giờ là em thấy thì cái điểm này cũng là đặc sắc, thì theo như anh chị là theo mình có bỏ cái điểm này không ạ? Không đi. Bây giờ thứ nhất cái này là trong chương trình của mình ha, và thứ hai là cho nên là mà trong đoàn mình nó có nhiều người rất là muốn đi, cho nên là giờ anh có thể là đến theo đoàn, và khi mà mình xuống trước thì cái lợi mình cũng như là mình có người quen ở trong cái có người quen và có người quen trong Thanh Long đó, thì có thể mình nhờ
cảm thấy bắt đầu từ cái phần đầu phía trước mình đi vòng vòng mình uống trà hay là mình cái hệ thống cảnh xung quanh đó chút xíu nha anh. Bây giờ là đoàn mình sẽ đi với anh á, đoàn mình sẽ đi cái điểm cuối cùng. Yeah.